Vòng 7 vừa qua là dấu ấn ngọt ngào với Arsenal. Trong khi các ông lớn, kể cả Man City, bất khả chiến bại của Pep Guardiola đều gục ngã, thì pháo thủ đã chinh phục thành công thử thách mang tên Bournemouth. Và đó không những là một trận thắng, mà là một màn phô diễn sức mạnh, sự tự tin cũng như tình đoàn kết tuyệt vời của các học trò Mikel Arteta. Người đáng khen nhất chắc chắn là Martin Odegaard, thủ quân người Na Uy của Arsenal, vừa trải qua một trận derby Bắc London không được như ý muốn, và anh cần một đối tượng phù hợp để xả hết những bực bội trong người. Bournemouth chính là đối tượng như thế. Odegaard hiện diện trong mọi tình huống mà Arsenal sẽ lưới đối phương. Anh tung ra đường truyền thiên tài để Gabriel Jesus đánh đầu chạm xà ngang, tạo điều kiện cho Saka đánh đầu bồi mở tỷ số. Anh cũng là người nâng tỷ số lên 2-0 sau một quả đá phạt penalty chính xác. Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Kai Havertz, Odegaard chính là người kiếm về quả penalty và cũng chính cựu ngôi sao của Real Madrid đã kiến tạo cho Ben White, ghi bàn thắng khép lại thắng lợi đậm đà cho pháo thủ. Nếu như chỉ có những con số cụ thể như thế, thì Odegaard đã không được đánh giá cao hơn Bruno Fernandes, ông vua pressing mõm của nửa thông minh thành Manchester. Trong thời gian có mặt trên sân, anh có 71 pha chạm bóng khi anh thành công 47 trong số 53 đường truyền. Và dù cũng thực hiện những pha tỉa bóng có độ sát thương cao, nhưng Odegaard truyền thành công tới 89%, chứ không chăm chăm phất bậy ra đường biên. Ngoài ra, Odegaard còn chiến thắng trong 5 tình huống tranh chấp, có 2 cú tắc bóng thành công và tạo ra 3 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Pha chạm bóng của Odegaard gọn gàng, thông minh mà cũng không kém phần ảo diệu. Đó mới chính là Odegaard phiên bản mà các cổ động viên của Arsenal thân thuộc nhất. Nhưng Arsenal đâu chỉ có Odegaard. Với bàn thắng mở tỷ số với lưới Bournemouth, Saka đã có được cho mình bàn thắng thứ 4 ở Premier League mùa này. Nghĩa là anh đã đóng góp 6 bàn thắng, bao gồm 4 pha lập công, 2 lần kiến tạo trong 7 lần ra sân từ đầu mùa. Một hiệu suất quá ổn. Nếu tính trên mọi đấu trường, hiệu suất của Saka còn ấn tượng hơn. Trong 9 lần ra sân ở mùa này tại Premier League, Champions League, Siêu cúp Anh, cầu thủ người Anh đóng góp đúng 9 bàn thắng với 5 pha lập công và 4 pha kiến tạo. Không chỉ có bàn thắng và kiến tạo, hầu hết mọi chỉ số khác của Saka đều cho thấy sự tiến bộ. Anh sút nhiều hơn, với độ chính xác cao hơn. Anh cũng bỏ lỡ ít cơ hội ngon ăn hơn. Cả số đường truyền chính xác lẫn số pha dứt bóng thành công mỗi 90 phút của anh cũng đều cao hơn so với mùa trước. Những cổ động viên mơ mộng của Arsenal thường hay ví von rằng với Saka thì thứ giới hạn duy nhất là bầu trời. Và có vẻ như đây là một thực tế chứ không phải chỉ là một cách chơi chữ. Saka đã có cú chốt vào miệng của anti-fan không thể thuyết phục hơn. Mùa trước, Saka là người có nhiều bàn thắng nhất và nhiều kiến tạo nhất cho đội. Mùa này, thông số của anh trong vài trận hơi tụt lại một chút, là anti-fan ùa vào nói Saka xuống phong độ. Ủa, cái gì vậy? Saka, có phải anh chàng tiến sĩ thích cosplay công phượng đâu? Sự tỏa sáng của Odegaard và Saka là vô cùng đúng lúc. Pháo thủ đang trải qua một cơn bão chấn thương nghiêm trọng. Jurrien Timber, Thomas Partey và cả Gabriel Martinelli đều đang phải nằm viện vì những nguyên nhân khác nhau. Ngay cả Declan Rice khỏe như thế mà cũng chỉ kịp ra sân vào phút chót. Nhưng pháo thủ đã vượt khó theo cách ngoạn mục nhờ vào hai đầu tàu trên hàng tấn công. Ấn tượng ở chỗ, họ không chỉ có tài mà còn có đức. Phút 52, Odegaard bị hậu vệ Bournemouth phạm lỗi và trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền. Odegaard đã quả penalty trước đó nên Saka đứng ra nhận nhiệm vụ lần này. Số 7 Arsenal kẹp bóng, đứng trước chấm trắng và sẵn sàng thực hiện đá penalty. Chuyện Saka thực hiện hoàn toàn hợp lý bởi như đã nói, cả con số thống kê của anh mùa này chưa ấn tượng như mùa trước. Chắc chắn Saka sẽ muốn có thêm bàn thắng. Mặc dù vậy, máy quay lia đến khoảnh khắc Odegaard thì thầm điều gì đó với Gabriel Jesus. Đội trưởng Arsenal đề xuất ý kiến về Jesus về việc Kai Havertz, người đối diện với nhiều áp lực kể từ ngày đến Emirates, nên trở thành cái tên đá penalty. Ý kiến đó được truyền đến tai của Saka. Ngôi sao sinh năm 2001 đồng ý nhường trách nhiệm cho tân binh người Đức. Saka, người đã nhường cho Odegaard quả đá penalty đầu tiên, vẫn vui vẻ làm theo và trao cho Kai. Và bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng này đã hoàn thành xuất sắc món quà mà các đồng đội đã rất tinh tế trao cho anh. Nhìn các hình ảnh Kai ăn mừng trong vòng tay vỗ về của các cầu thủ Arsenal, bạn có thể thấy pháo thủ lúc này như là một gia đình, không có sự kèn cựa, không có những ngôi sao màu mè thích làm ngôi sao và hút mọi vinh quang về bản thân. Trước đó, người ta vô cùng xúc động khi thấy Aaron Ramsdale ngồi trên băng ghế dự bị và vỗ tay cho David Raya, cầu thủ người Anh mất vị trí vào tay người đồng đội. Nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Sau khi Raya thực hiện một pha cản phá xuất sắc ở phút thứ 37 để từ chối bàn thắng của Brendan Johnson trong trận đấu với Tottenham, ông kính máy quay hướng đến Ramsdale trên băng ghế dự bị và họ bắt chọn được khoảnh khắc anh ca ngợi Raya. Tất nhiên, cũng có những thành phần tỏ ra mỉa mai là Ramsdale làm màu, chẳng hạn như Jimmy Carragher. Bởi lẽ những người này, đầu óc của họ nghĩ ai cũng giống mình, tức là phải sân si, phải ga tô mới đúng. Có lẽ họ xem Man United thi đấu nhiều quá chăng? Quả thân ở mùa này, Quỷ Đỏ đã vướng vào những vấn đề giống y như trước khi Erik ten Hag đến. Trước hết, về mặt chuyên môn, Man United vẫn luôn thi đấu rời rạc và đôi khi thiếu ổn định ở hàng phòng ngự. Họ có vẻ dễ bị tổn thương trước những pha phản công và vô cùng yếu đuối trong những tình huống cố định. Trên hàng công, Man United cũng không thể hiện được niềm tin cần thiết cũng như chất lượng cần thiết.
Højlund là người xuất sắc nhất trong bộ ba tiền đạo. Khi Marcus Rashford thì cực kỳ vô duyên, còn Facundo Pellegrini thì hoàn toàn kém hiệu quả. Ten Hag lẽ ra nên tung Alejandro Garnacho vào sân sớm hơn, khi anh này tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn so với cả Rashford và Pellegrini. Và khi mà cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Man United là Casemiro cũng hết duyên, Quỷ Đỏ chẳng tìm đâu ra nguồn cung bàn thắng. Họ thiếu sự sáng tạo thực sự, dù hàng tiền vệ còn cả Mason Mount và Bruno Fernandes. Man United cầm bóng 77% và thực hiện 19 cú sút, nhưng đội chủ nhà lại chỉ có được đúng hai cơ hội thực sự nguy hiểm là pha sút xa của Bruno Fernandes và cú đánh đầu của Rasmus Højlund là khiến cho Sam Johnstone phải vất vả đẩy bóng. Chỉ số 4,4 cú sút mỗi 90 phút trong 7 lần ra sân ở Premier League của Anh là tỷ lệ cao nhất MU. Song nó càng cho thấy Rashford sút đã kém đi như thế nào. Nhưng pha dứt điểm của anh ở mùa này chỉ đem đến sự bức xúc và tiếc nuối cho những người chứng kiến. Phong độ của Rashford ở trận thua Brighton và Crystal Palace đã bị soi dưới kính hiển vi vì chúng quá kém. Ở trận thua Brighton, Rashford đã sút 9 lần nhưng không đi trúng khung thành lần nào. Phải 7 năm rồi, MU mới có một cầu thủ không thể ghi bàn với chừng đó cú sút trong một trận đấu. Tỷ lệ nghịch với hiệu quả dứt điểm là sự ích kỷ. Người ta đã thấy được sự miễn cưỡng rõ ràng của Rashford khi chuyền bóng cho đối tác tấn công mới là Rasmus Højlund. Điều này cũng đã xảy ra trong trận thắng Burnley đầy may mắn khi anh quyết định tự mình ghi bàn bất chấp đám đông hậu vệ phía trước thay vì chuyền bóng cho Casemiro không bị kèm cặp. Và từ đầu mùa, chúng ta thấy Jadon Sancho công khai bật lại Erik ten Hag, tố cáo ông nói dối. Tất nhiên, Sancho thì chẳng hay ho gì, nhưng ten Hag tại sao lại phải va chạm với hết người nọ đến người kia? Nhìn vào cái nội tình nát bét của Man United, càng thêm khâm phục tài năng xây dựng của Mikel Arteta. Ông đã có những ý tưởng rõ ràng khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình, những kế hoạch này đã phát huy tác dụng cả trong và ngoài sân cỏ. Trong cuộc họp báo đầu tiên với cương vị huấn luyện viên trưởng Arsenal, nhà cầm quân 40 tuổi đã nói rõ ý tưởng. Đội bóng cần phải xây dựng văn hóa để duy trì phần còn lại. Nếu chúng ta không có văn hóa phù hợp, câu lạc bộ sẽ rung chuyển khi gặp biến cố. Vì vậy, công việc của tôi là thuyết phục mọi người sống vì đội bóng. Ten Hag cũng nói những điều như vậy, nhưng không làm được như Arteta. Đó là sự khác biệt. Và cứ thế này, 10 năm nữa, Man United mới bắt kịp Arsenal.